Sở Giao thông Vận tải Bắc Cạn cho biết, sau gần một tháng nỗ lực khắc phục, đến nay tỉnh lộ 258 đã cơ bản thông xe. Các xe con, xe khách có thể lưu thông trên tuyến đường này, xe tải vẫn phải đi đường tránh 279. Công tác khắc phục vẫn đang được các đơn vị khẩn trương tiến hành. Các điểm ta luy âm sạt lở sẽ phải dùng các lọ sắt để cố định đá cho chắc chắn. Các điểm ta luy dương sẽ được vát thoải hơn. Xin lại km số 5 cộng 400, do nền đường bị sụt lún nghiêm trọng, phải bạt núi để làm đường tránh, nên công tác khắc phục phải mất gần 2 tháng nữa. Các điểm sạt lở còn lại đang được các đơn vị thi công huy động nhân lực, vật lực, khẩn trương khắc phục và cố gắng hoàn thành trong tháng 7 để thông xe toàn tuyến. Sáng ngày mai 23 tháng 6, dự án xây dựng quốc lộ 1 đoạn qua hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sẽ được khởi công. Đây là dự án lớn được đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao BOT trong nước, có tổng vốn đầu tư 1.067 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2013 đến năm 2015, thời gian thu phí hoàn vốn 22 năm 2 tháng. Quy mô là đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km h Quy mô mặt cắt ngang 20,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp hai bên. Các đoạn đi qua đồ thị tốc độ thiết kế 60 km một Khoảng 10 giờ ngày hôm nay, 22 tháng 6, trên đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, Hà Nội, xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng khiến một người thiệt mạng tại chỗ. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm đó, hai cô gái trẻ ngồi trên chiếc xe máy biển kiểm soát 18D1-12497 đi theo hướng Phạm Hùng-Khoa Duy Tiến. Khi đến đoạn gần trung tâm hội nghị quốc gia, chiếc xe máy này va chạm với một xe máy chở hàng không rõ biển kiểm soát. Sau khi va chạm, một người phụ nữ ngồi sau chiếc xe máy ngã xuống. Đúng lúc này, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 37V2864 đi cùng chiều lao tới và đâm vào người phụ nữ bị ngã này, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vào lúc 18 giờ ngày 21 tháng 6 tại đường cắt ngang với đường sắt thuộc địa phận xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Tiến Dũng chú tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 86C 00367 chở chị gái là Nguyễn Thị Ngọc Anh và anh võ Đình Ba đi thu mua quả thanh long. Khi xe tải băng qua đường sắt để ra quốc lộ 1A, tài xế đã không phát hiện đoàn tàu đang đến gần. Ngay sau đó, chiếc xe tải đã bị tàu cán đất, phần cabin của xe bị hất văng ra ngoài. hậu quả là ba người ngồi trên xe chết ngay tại chỗ. Ngay trong đêm, các lực lượng cứu hộ đã giải phóng đường sắt cho tàu Bắc Nam đi qua. Ban An toàn giao thông tỉnh Lai Châu cho biết, 5 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 46 người, so với công kỳ giảm 7 vụ, giảm 3 người chết và giảm 15 người bị thương. Tai nạn do vi phạm tốc độ chiếm 7,7%, đi không đúng phần đường, vượt xe sai quy định, thiếu chú ý quan sát chiếm 53%, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện chiếm 7,7%, đặc biệt Nơi xảy ra tai nạn giao thông tập trung tại các tuyến quốc lộ 4D và 32 chiếm tới gần 62%. Những tháng cuối năm, ban an toàn giao thông tỉnh Sơn La cho biết sẽ tập trung lực lượng hướng dẫn giao thông đi đúng làn đường quy định, xử lý mạnh việc đi sai làn đường.